Xin chào tất cả mọi người. Có thể mọi người đang quan tâm đến một số cái mặt hàng về kéo hàng và nâng hạ hàng hóa, thì mọi người có thể tham khảo qua những cái dòng tới điện dùng điện ắc quy 12V hoặc là 24V. Các dòng tời từ to nhỏ bên em đều có đủ hết. Em sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người từ những cái dòng nhỏ, phân khúc nhỏ, kéo mức tải bao nhiêu, mức kéo ngang bao nhiêu để phù hợp với công việc mọi người. Thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp ba cái số điện thoại cho mình, cho em Quế Bắc Giang 0364011683, 0983 1983 và 0945 1983. Những cái dòng này thì nó đều có cái thông số nhá, là bao nhiêu nghìn lbs đấy, mọi người chú ý theo dõi. Thì sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết từng con một. Đầu tiên thì giới thiệu cho mọi người con tờ nhỏ trước. Đầu tiên giới thiệu cho mọi người đây là một con tờ điện ắc quy. Dòng này thì em có hai loại, 12V và 24V, loại 3000 lbs. Thông số con này thì lực kéo ngang của nó là 1360 kg, xấp xỉ khoảng 204 kg là lực kéo nâng hạ. Cái cách tính thì nó cũng tương đối dễ dàng thôi. Ví dụ như khi mọi người mà cần quy đổi cái lực này thì mọi người cứ nhắn tìm kiếm ấy, là 3000 lbs tu kg là nó sẽ ra cái lực kéo ngang của nó bao nhiêu. Còn nếu mà mọi người cần tính cái lực kéo nâng hạ, ví dụ người cần nâng một cái vật thì từ mặt đất lên, thì mọi người chỉ cần tính phần trăm, 15% của cái lực kéo ngang thì nó sẽ ra cái thông số lực kéo nâng hạ. Ví dụ như ở đây con tờ 3000 thì lực kéo ngang của nó là rơi vào 1 tấn 3, thì lực kéo nâng hạ nó được khoảng 200 cân. Thiết kế tờ đây toàn bộ là tờ hàng nội địa của Trung Quốc. Những cái dòng này thì bên em nhập mà cái lõi của bên trong ấy, nó toàn bộ là lõi đồng hết, nên là máy hoạt động rất chi tốt, bền bỉ. Ngoài này hiện tại đây là cái mẫu 24V, ngoài ra thì anh em cũng có loại 12V nhá, em phù hợp với cái xe của mình thì người ứng dụng lắp của mình vào xe. Cái này thì mình có thể ứng dụng vào nhiều sản phẩm khác. Con này thì nó chỉ theo có cái bộ điều khiển dây thôi, em mọi người cắm trực tiếp vào bấm nâng hạ lên, thiết kế đơn giản, vận hành nhanh chóng. Tới 3000, con này thì có giá là 1 triệu rưỡi nhá. Tới 3000. Tiếp tới giới thiệu cho mọi người đây là một con tời 4500. Dòng này thì bên em bán dòng 4000. Con này thì nó theo thì nó chỉ có điều khiển dây thôi. Con này thì theo nó chỉ có điều khiển dây như thế này. Giá cũng vô cùng hợp lý thôi. Con này thì có 2 triệu 2 con tời 4000 lbs. 4000 lbs này thì mọi người cũng quy đổi lực kéo ngang của nó đường là 1 tấn 8, còn lực kéo nâng hạ là 15% của lực kéo ngang là 270 kg. Dòng này thì em cũng có 12V và 24V, lõi thiết kế là lõi đồng phanh. Những dòng tời này thì đều có thiết kế phanh hết nhá, bên trong nó có bộ phanh, nên là mọi người ăn yên tâm mà khi mình sử dụng kéo nâng hạ là nó có thiết kế phanh an toàn. Đấy, mọi người không bấm thì nó dừng lại. Đấy, theo có điều khiển dây, bộ dẫn hướng và đế bắt. Con này thì giá 2 triệu 2, tời 12 hoặc là 24V 4000 lbs. Tiếp tới giới thiệu cho mọi người đây là một con tời 4500. Cái dòng này thì bên em bán chạy nhất này, được anh em tin tưởng sử dụng nhiều nhất này, dòng 4000 lbs. 4000 lbs này thì thông báo với mọi người lực kéo ngang của nó là 2041 kg, lực kéo nâng hạ thì nó được khoảng 306 kg, cáp dài 10m. Thiết kế lòng này có 12V hoặc 24V, hàng là hàng mới 100%. Thiết kế máy bền bỉ. Cái này thì nó sẽ có hai chế độ, ở những dòng tời này thì đều có thiết kế hai chế độ. Một là chế độ khi mọi người vặn một chiều thì nó là chế độ kéo tay, thì mọi người có thể kéo cáp ra được là không cần vận hành đến điện. Còn chế độ ngược chiều còn lại thì khi mọi người sử dụng điện ắc quy kéo thì cái quả lô này nó mới cuốn được, còn kéo tay mình không thể kéo được nhé. Phụ kiện kèm theo tời thì sẽ bao gồm có hộp đen. Đen này thì nó sẽ có các dơ le hành trình kéo ra kéo vào, và một cáp dẫn hướng, một dẫn hướng này, một bộ điều khiển từ xa và một bộ điều khiển dây. Và một cái đế bắt.
Cách thức lắp ráp những cái dòng này thì nó cực kỳ dễ dàng thôi. Thì mọi người có một là mọi người có thể đăng ký kênh. Để trong những cái video tiếp theo em sẽ hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn. Chủ yếu là video này em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái lực kéo ngang, kéo nâng hạ phù hợp với công việc của mọi người. Mọi người liên hệ hoặc là mọi người khi mà mua bên em rồi thì bên em vẫn có hướng dẫn. Đấy, mọi người cứ liên hệ trực tiếp em. Các bác cần hỗ trợ như nào cứ gọi trực tiếp. 12V hoặc 24V 4000. Con này thì có giá là 2.800.000. Theo bù là có điều khiển từ xa và có điều khiển dây cáp dẫn hướng. Tiếp tới giới thiệu cho mọi người em một cục tời khác. Cục này là dòng tời 6000 lbs. 6000 lbs này thì thông báo mọi người lực kéo ngang của nó là được 2722 kg. Lực kéo nâng hạ thì nó được khoảng 408 kg. Tính là khả năng nâng hạ là được 15% so với lực kéo ngang. Mẫu tời 6000 lbs. Con này thì đặc biệt hơn thì nó sẽ có 3 chân như này. Và cáp đây. Cáp dẫn hướng. Rồi cái này nó cũng chế độ kéo thì nó có hai chế độ như em vừa bảo đấy. Kéo dây cáp thường và kéo điện. Con này thì nó to, khủng bố hơn. Được kéo tốt hơn, được kéo ngang rơi vào 2,7 tấn cơ mà. Kéo nâng hạ thì mọi người nâng tầm 400 cân. Rồi 400 cân là dùng lại lấy được. Tờ 6000, con này thì có giá nó rơi vào 4 triệu 6 trong một cục tời này. Giá này thì em đã lên hết trên thị trường rồi, loại đồng, loại tốt. Thì những cái dòng này em bán khá lâu rồi, thì chất lượng những cái dòng như thế nào thì bọn em đã kiểm định, kiểm duyệt để nó ok nhất cho anh em khi sử dụng, nó bền bỉ và mạnh mẽ. Con này thì nó sẽ theo có một bộ hộp đen có điều khiển từ xa và bộ điều khiển dây và một móc cáp. Những cái linh kiện ở bên trong này thì mọi người cần những linh kiện thì bên em cũng có cung cấp đủ hết, ví dụ như dây hành trình kéo ra kéo vào hoặc là có hộp bộ điều khiển từ xa ra con từ dây dợ đủ hết, điều khiển dây điều khiển từ xa đủ. Con này tới 6000 lbs, có hai loại 12V và 24V, giá từ 5.600.000 bao ship, từ 4.600.000 bao ship. Đây, bây giờ cho mọi người những cái dòng mà các bác cần kéo hàng nó khủng bố hơn, nặng hơn. Đấy, mọi người có thể tham khảo qua cái dòng tời 12.000 lbs này. Mẫu 12.000 này thì nó lực kéo ngang của nó được rơi vào khoảng 5,4 tấn, xấp xỉ khoảng 5,4 tấn, còn lực kéo nâng hạ nó được khoảng tầm 800 kg. Dòng này thì thường em thì các bác cũng hay mua về để kéo gỗ, nâng hạ gỗ và kéo rừng trong đồi ống bãi, thì tận dụng sử dụng những cái điện ắc quy của xe ô tô tự sạc thì mọi người có thể dùng những cái dòng này. Ngoài ra thì bên em cũng có cung cấp những cái dòng tời thủy lực, tời điện điện thủy lực ấy, thì nó khả năng tải rồi kéo nó sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng mà cái dòng này sẽ ứng dụng đa dụng tiện lợi hơn, lắp trực tiếp. Cũng có hai chiều sử dụng cáp kéo dây kéo tay và một cái chế độ kéo điện. Cáp dài 25m, tờ 12.000 lbs, lực kéo ngang 5,4 tấn, lực kéo nâng hạ 800 kg. Dòng này thì nó cũng sẽ đầy đủ hơn chút. Nó bao gồm có một hộp đen này, có bộ điều khiển từ xa này, một bộ dẫn hướng cáp, một bộ điều khiển dây và một móc cáp đầy đủ. Con này thì có giá là con này giá là 6.500.000, tờ 12.000, cáp 10, cáp to, 6.500.000 một con tời. Giá này thì ở thời điểm hiện tại là cũng khá là rẻ rồi, có những thời điểm những con này nó có thể lên đến 7.500.000. Những cái dòng này thì toàn bộ thiết kế lõi đồng hết. Cách thức lắp ráp đấu điện thì các bác khi mua hàng bên em thì cứ liên trực tiếp cho em sẽ hướng dẫn cụ thể hơn, hoặc là mọi người đăng ký kênh để xem những cái video tiếp theo nhé. Rồi đây, tiếp theo giới thiệu cho mọi người con tời cuối cùng, con to nhất ở thời điểm hiện tại trong kho. Ngoài ra thì cũng có rất nhiều dòng to hơn nữa, nhưng mà những dòng to hơn nữa thì thường các bác phải đặt order, hàng order riêng. Con này thì giới thiệu mọi người đây là con 13.000 lbs, lực kéo ngang của nó là 6 tấn, khoảng xấp xỉ 6,2 tấn, lực kéo nâng hạ nó khoảng 900 kg, hơn 900 cân đấy. Nó được 15% so với lực kéo ngang mà. Dòng này thì em cũng có hai loại 12V và 24V. Cáp trước quả lô đây.
cáp to, bản dây. Những cái lưu ý để mọi người nhìn tham khảo này. Cái bộ này thì cũng sẽ đầy đủ, bao gồm có hộp đen, móc cáp, dẫn hướng, điều khiển dây, điều khiển từ xa, đầy đủ một bộ. Giá thì con này nó rơi vào tầm 7,2 triệu. Nó nhỉnh hơn con kia một chút thôi. Trong này có cái yêu cầu mà lực kéo nó nặng hơn, con này lực kéo ngang 6,2 tấn mà nó nâng hạ khoảng 9,20 kg. Ngoài ra thì mọi người cần những cái dòng tời mà nó khả năng cần kéo nâng hạ hoặc là kéo ngang nó nặng hơn, hoặc là những cái dòng tời ví dụ 3 tấn, 4 tấn, chục tấn nữa đi, thì bên em có những cái dòng tời thủy lực phù hợp với mọi người. Chi tiết mọi người liên hệ trực tiếp 3 cái số điện thoại cho mình cho em nhé. Mọi người cần những cái sản phẩm khác nữa thì mọi người có thể bình luận bên dưới, bên em cũng có cung cấp và hàng nhận order nhé, đầy đủ nhé. Xin chào tất cả mọi người.